quang linh lên tiếng vụ lôi con bị lợi dụng netizen bức xúc khi có người kéo cậu bé livestream rồi hỏi lấy tiền không sức hút lôi con trong lần về việt nam này là một điều không thể phủ nhận song việc cậu bé quá được quan tâm đi đâu cũng bị nhận ra vì vẻ ngoài đặc biệt và sự tiếp cận chưa phù hợp của một bộ phận fan người dùng mạng xã hội đã khiến quang linh vlog một người thân thiết của lôi con phải lên tiếng trong clip quang linh vlog gây chú ý khi bày tỏ thái độ không hài lòng với một số người tiếp cận lôi con chỉ để quay tiktok đạt được mục đích rồi thì quay phát bỏ đi luôn sáng nay có nhiều người chụp ảnh mình sáng nay có nhiều người chụp ảnh mình cũng nói cháu nó mệt các cô các chú bắt tay ôm các kiểu thì được toàn mấy bà đu tiktok người này giật người kia chen vào quay quay xong rồi bỏ đi ngay luôn nhiều khi cũng cay chứ nhưng mà thôi bản thân lôi nó còn nhỏ nó chưa thể nào làm quen được cái kiểu nhiều người xin chụp ảnh quay clip như bản thân mình thế thôi nhiều khi đi ăn đi uống cứ ăn một miếng vào mồm là lại phải đứng lên chụp sau đó mới quay lại bàn, một tí người ra người vào cứ phải đứng lên chụp ảnh các kiểu cũng mệt chứ, cũng bức xúc nhưng mà thôi, theo cái nghề này thì mình không làm khác được, Quang Linh nói. Khi nghe những chia sẻ này của Quang Linh, nhiều người đồng cảm cho rằng nên có cách ứng xử phù hợp hơn nhất là với một cậu bé vừa đặt chân đến một đất nước xa lạ. Một số quan điểm của netizen về vấn đề này, kiểu như lôi kéo chụp thằng nhỏ quay lên kênh của mình rồi bỏ đi, không biết là lôi đang mệt vì phải di chuyển một quãng đường dài hôm đấy nhìn thằng bé khổ thật lao vào ôm chụp xong cái là đi có ba con bảo chụp cho chị cái chụp xong chị đăng lên mạng luôn nhìn mà thấy sợ luôn hiểu tấm lòng quang linh thương lôi như con khi dân tình còn đang tập trung vào câu chuyện này thì lại xuất hiện một clip khác gây tranh cãi với cảnh một người phụ nữ quay clip với lôi con, yêu cầu lôi thơm má mình nhưng cậu bé nhất quyết không chịu. Người phụ nữ rúi từ 500k vào tay lôi và yêu cầu cậu bé làm theo ý mình nhưng lôi con không quan tâm. Người này muốn tiếp tục kéo lôi con vào livestream đang phát sóng nhưng cậu bé không mặn mà. Cuối cùng người phụ nữ hỏi lôi con có lấy tiền không? Lôi con không lấy và bỏ đi khỏi camera đoạn clip gây bực mình cho người xem vì hành động đưa tiền cho lôi con để yêu cầu cậu bé làm theo ý mình nhiều tranh luận nổ ra một nhóm cho rằng vì lôi thích mua bánh lần đầu gặp quang linh bên Angola cũng chạy theo xin tiền nên bây giờ người phụ nữ kia cũng làm theo để mua chùa cậu bé ý kiến phản bác không đồng tình với cách cư xử với trẻ con như vậy tình huống của quang linh và người phụ nữ kia là hoàn toàn khác nhau không thể so sánh người phụ nữ dùng tiền để ép lôi con làm theo ý mình cậu bé còn quá nhỏ để tiếp xúc với tiền bạc và bị điều khiển là chuyện không nên trước đó quang linh từng dạy dỗ lôi con không được tùy tiện nhận tiền của người lạ. Cậu bé hiện tại đã được chăm lo từ A đến Z và được chú Linh rèn rất kỹ. Có lẽ vì thế lôi con đã không cầm tiền trong tình huống này. Cho tiền quay lên livestream để được mọi người nhìn à? Mình nhìn còn thấy sợ cảnh này huống chi thằng nhỏ. Để cho lôi hồn nhiên như đứa trẻ bình thường đi. Có những người kỳ cục thật nhỏ vô cho tiền thằng nhỏ rồi còn đòi con người ta thơm thiếc này kia một số người còn chia sẻ thêm lôi không thích thơm người lạ chỉ thơm mấy cô chú trong team và không muốn thấy cảnh lôi bị ép buộc như thế này nhiều bình luận khen lôi dễ thương ngoan vì nhớ lời chú linh dặn không lấy tiền của người lạ Lôi con năm tuổi là con trai của Mati Lôi, một thành viên team châu Phi. Từ một cậu bé châu Phi ở vùng quê nghèo, không hiểu tiếng Việt là gì, chạy theo Quang Linh khóc đòi bánh. Sau vài năm đã trở thành một anh chàng lém lỉnh, ăn mặc ăn mặc chỉnh tề, tiếng Việt bắn như gió. Hiện tại Lôi con đang có chuyến đi về Việt Nam. Chuyến đi thu hút sự chú ý của nhiều người. Lôi con không muốn về Angola nhận là người Việt sau khi gọi Quang Linh là bố nhắc đến quang linh vlog thì không thể không nhắc đến lôi con cậu nhóc tên thật là mativado là con trai của mati lôi, một thành viên team châu phi tuy là người châu phi nhưng mati lôi nói tiếng việt giỏi và thuộc nhiều bài hát của trẻ em việt nam giống như nhiều em bé khác lôi con có vẻ ngoài đáng yêu và những biểu cảm hài hước mỗi lần được chú linh cho lên sóng cậu bé lại khiến dân tình cười nghiêng ngả vì vẻ mặt thú vị một trong những màn biểu cảm làm dậy sóng mạng xã hội của lôi con là khoảnh khắc được xem hoa hậu thủy tiên đăng quang miss grand international 2021 cậu nhóc lấy cả hai tay che miệng bày tỏ bất ngờ trước đó lôi con gây cười khi phũ phàng từ chối cái hôn má của thủy tiên bình thường lôi con thường xuyên ở trong tình trạng giận dỗi vì bị quang linh trêu chọc đuổi về nhà mỗi lần như vậy cậu nhóc đều không nói không rằng chọn cách ngó lơ chú linh được tiếp xúc với quang linh và các thành viên chim châu phi từ nhỏ nên lôi con hiểu và nói được tiếng việt rõ ràng cậu bé nhiều lần khiến người hâm mộ ở việt nam phải thả tim tới tấp vì có thể hát những bài hát của trẻ con Việt Nam như Bà ơi bà, cháu lên ba, con cò bé bé, rửa mặt như mèo. Không những thế lôi con còn tự tin lên bắt nhịp và hát mẫu cho các bạn nhỏ Angola khác hát theo. Trong lần Hoa hậu Thúy Tiên sang thăm, Lôi Con biểu diễn những tiết mục tủ cho Hoa hậu nghe. Về phần mình, Thúy Tiên cũng dành nhiều tình cảm cho Lôi Con, nhận xét Lôi Con rất thông minh lém lỉnh. Nàng hậu cũng rất mong sẽ sớm được gặp lại cậu bé dễ thương này. Bên cạnh sự dễ thương hay đáng yêu, Lôi Con còn được yêu quý bởi rất hiểu chuyện dù còn nhỏ tuổi, năm nay mới 5 tuổi, cậu bé đã có những hành động thể hiện tình cảm và sự tôn trọng với Quang Linh. Trong một lần cậu bé đang ngồi ăn bánh quy, Quang Linh đã mon men đến xin một chiếc. Lôi con không đưa ngay mà cẩn thận lấy chiếc bánh nguyên vẹn nhất để cho chú, giữ lại những chiếc bánh bị vỡ. Trong những lần bám chân Quang Linh, Lôi Con cũng biết phụ giúp các chú các bác những công việc vặt, chẳng hạn như thấy chú Linh muốn đóng cọc để khoanh đất, cậu nhóc nhanh chóng chạy khắp nơi tìm cành cây khô, xách túi ni lông cho chú. Mới đây Lôi Con còn gây sốt mạng xã hội với loạt khoảnh khắc cực đáng yêu khi lần đầu được Quang Linh và team Châu Phi dẫn sang Việt Nam. Kể từ khi xuống sân bay đặt chân đến Việt Nam lần này, các hoạt động của Lôi con cũng thường xuyên được các thành viên team Châu Phi đăng tải. Cậu bé được các cô chú trong team dẫn đi rất nhiều nơi, ăn nhiều món, từ các bữa cơm nhà cho đến ăn hàng, đi cà phê cùng mọi người, say mê trước mọi thứ ở Việt Nam, cậu bé tuyên bố không muốn về lại Angola, đồng thời luôn miệng khẳng định mình là người Việt khi được hỏi đến từ đâu, người nước nào. Tình cảm của cậu bé 5 tuổi dành cho Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ càng thêm yêu quý cậu bé nhiều người đùa rằng Lôi Con đã xem và gọi Quang Linh là bố thì cũng nên được xem là người Việt. Có thể nói, không chỉ được fan hâm mộ yêu mến, Lôi Con còn được Quang Linh chăm sóc, tính sẵn chuyện tương lai. Trong một lần livestream, Quang Linh cho biết anh sẽ đưa Lôi Con lên thành phố để học và chi trả toàn bộ chi phí. Anh còn tặng cậu bé một khoản tiền tiết kiệm trị giá 500 triệu. Lôi giờ gần như là gương mặt đại diện cho các nhãn hàng của Quang Linh, từ Quang Linh Food cho tới Quang Linh Store. Nhân dịp sang năm mới cũng có chút chuyện muốn công bố cho mọi người biết. Bắt đầu từ năm 2024, mình sẽ tích góp thành một quỹ riêng cho Lôi để Lôi sau này có cuộc sống tốt hơn. Vì Lôi cũng góp sức nhiều phần bán hàng nhiệt tình vào phụ anh em. Hơn nữa các video đăng tải đều có sự xuất hiện của Lôi, có khác gì một diễn viên đâu mọi người? Quang Linh nói. Quang Linh Vlog và Lôi con gặp nạn trên đường trở về Việt Nam. Ngày 18 tháng 4, Quang Linh Vlog thông báo cho các fan rằng anh sẽ thực hiện lời hứa của mình với lôi con bằng việc cùng cậu bé trở về Việt Nam. Chuyến bay dự kiến sẽ xuất phát từ Angola, sau đó sẽ có một ngày nghỉ tại Dubai trước khi tiếp tục bay thẳng về Việt Nam. Trước khi đi, Quang Linh đã tỏ ra lo lắng về tình hình mưa bão nghiêm trọng tại Dubai, lo sợ rằng chuyến bay có thể bị trì hoãn do thời tiết khắc nghiệt này. Ngay trên con đường đến sân bay, Quang Linh an ủi lôi con. Nếu không bay được là do bên Dubai bị ngập nước, không phải chú Linh lừa nhé. Anh cũng tỏ ra ấy nếu chuyến bay chẳng may gặp trục trặc. Nếu lần này bị hủy chuyến thật thì chắc lôi con sẽ không bao giờ tin các chú nữa các bạn ạ. Không những vậy, giấy tờ của bố lôi con cũng gặp trục trặc, khiến họ buộc phải hủy chuyến bay đã đặt trước và tìm kiếm chuyến bay khác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cả ba cũng đã lên được máy bay và hoàn thành trọng bay đầu tiên. Tuy nhiên, hành trình của họ lại không hề suôn sẻ mà gặp phải nhiều tình huống giờ khóc giờ cười. Khi đến sân bay Angola để làm thủ tục xuất cảnh, lôi con bất ngờ quên sạch tiếng Bồ Đào Nha, ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Cậu bé chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, khiến nhân viên an ninh sân bay nghi ngờ và giữ để xác minh danh tính cả team quang linh phải một phen nháo nhào giải thích mới giúp hai bố con vượt qua cửa ải này đến dạng sáng ngày 20 tháng 4 quang linh chia sẻ trên trang cá nhân rằng họ đã hoàn thành trạng bay đầu tiên một cách an toàn dưới phần bình luận ngoài những lời chúc mừng và hy vọng lôi con sớm đặt chân đến việt nam vẫn có nhiều bình luận trêu đùa quang linh về loạt rủi ro mà anh gặp phải còn hai trạng nữa đừng cười vội một bình luận nói đã thu hút hơn 1.500 lượt tương tác mặc dù gặp nhiều khó khăn quang linh và lôi con vẫn giữ tinh thần lạc quan vui vẻ những khoảnh khắc tương tác đáng yêu giữa cả hai mang đến tiếng cười và sự ấm áp cho người xem hành trình đầy sóng gió của quang linh và lôi con thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng nhiều người bày tỏ sự lo lắng động viên và chúc mừng cho quang linh và lôi con trên đường về việt nam